Hồi đó Kha đi xem nhiều phim Việt Nam, mỗi lần có cảnh làm tình đa số nha là phụ nữ nằm ở dưới. Phim Nam ở trên nha. Ok, đàn ông nằm ở trên, rồi tự nhiên làm tình xong rồi cô gái phụ nữ đó rơi một nước mắt. What? So trong phim chị chiếm em á, sorry nếu mà cái này controversial, nhưng mà we're on a reality show here. Không biết người, nhiều người có nhận ra, nhưng mà Kathy cũng make sure là tất cả nhận ý là những cái cảnh làm tình mình tìm cách để cho mình lạc mặt cái chuyện đó, cho phụ nữ có cái quyền là mình muốn làm tình chú, và mình có thể tác động cái việc đó chứ không phải là mình bị động. Và chính bản thân Phương cũng là một cái người mà trong quá khứ bị trọng nam khinh nữ rất là lớn. Ở nhà có hai anh em trai, nhưng mà tất cả mọi thứ thì anh trai luôn đúng và mình luôn sai. Chính ra ấy, em là cái người mà gọi là theo nữ quyền từ hồi bé xíu. Bởi vì là mình cứ phải cố gắng vươn lên, mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để mình chứng minh rằng mình cũng làm được tất cả những việc anh trai mình làm. Thì mặc kệ thế giới là có đấu tranh hay không đấu tranh cho nữ quyền, mặc kệ là việc người ta có thể nhìn nhận mình là ồ chỉ có đàn ông làm được hay nữ không làm được gì đấy, nhưng mà mình vẫn luôn có một cái niềm tin rằng những cái điều đó tôi muốn làm và tôi có thể làm được và tôi sẽ cố gắng hết mình vì chuyện đó, và đó chính là nữ quyền. High five. Chính xác.